Ui à. Té vì tiền là có thiệt á. Này. Và hôm nay là Kỳ Lân mới vừa bàn giao một chiếc sản phẩm đồng hồ Patek Philippe đỉnh cao cho khách hàng xong. Một cái sản phẩm đồng hồ của một thương hiệu đồng hồ đứng top về sự đẳng cấp cũng như là về chất lượng. Thì như chúng ta đã biết, trong tất cả đồng hồ xa xỉ, tất cả ngành đồng hồ thì không ai mà không biết đến đồng hồ từ Thụy Sĩ. Và chắc chắn rằng chiếc đồng hồ Patek Philippe này cũng đến từ đất nước Thụy Sĩ. Hiện tại thì chiếc đồng hồ này toàn bộ thân vỏ được đúc bằng vàng nguyên khối và vòng benzo này đính kim cương baguette thiên nhiên. Và đây là tiền của khách này thanh toán bằng tiền mặt. Rồi bây giờ mình về đến showroom. Rồi bây giờ về đến showroom thì bỏ tiền vào 1, 2, 3, 4, 5, 6